ngày nay thì có nguyên một cái dãy vỉa hè rất là rộng nè, mà ngày xưa không có nè. Ngày xưa là đa phần là các quán ăn nằm ở đây, nhưng bây giờ thì không còn nữa ha. Buổi tối thì lúc trước ở đây rất là đông, bán quán nhậu đồ nhiều lắm, nhưng mà ngày nay thì im ru. Cũng không thua gì chợ Bến Thành đó. Cái quán như thế này sẽ rất là khó khăn khi mà một cái đội ngũ nhân viên, một cái mặt bằng lớn như vậy, và chúng ta nhìn thấy hình ảnh nó rất là buồn. Cũng hy vọng là đại dịch này sớm đi qua. À, chúng ta nhìn qua bên đường nè, ở đây chỉ đông những ngày rằm thôi, còn những ngày kia thì những ngày khác thì cũng không có đông lắm ha, cộng thêm cái sự ảnh hưởng của virus này nữa, nên thành ra nó càng vắng hơn nữa. Hẻm nhỏ nè, ngay đây có quán rạng biển. Lúc trước mình thấy rất là đông, nhưng bây giờ cũng vắng luôn. Đây mình thấy có những đứa nhỏ nó chặt củi. Những cây tràm. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Rất vui được gặp cô chú anh chị và các bạn trong video clip ngày hôm nay. Sài Gòn ngày 18 tháng 3 năm 2020, và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Đề Thám và Cô Giang. Và thẳng hướng camera đó chính là con đường Đề Thám đi ra phố Tây Bùi Viện. Nơi đây buổi sáng là một cái chợ của ngày xưa, và ngày nay thì không còn chợ nữa. Và buổi tối cũng là một cái khu ăn uống rất là đông của những tháng về trước, nhưng mà hôm nay thì chúng ta thấy hình ảnh nó vắng lặng, một cái hình ảnh rất yên bình của Sài Gòn. Nhưng mà bù lại là chúng ta phải gánh chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid, nên thành ra bây giờ Sài Gòn cũng rất là ảnh hưởng. Thẳng hướng camera đó là con đường Cô Giang, đi về cầu Ông Lãnh, đi về đường Nguyễn Thái Học. Và tối hôm nay, một buổi tối đi dạo, em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng con đường Đề Thám đi ra Bến Trương Dương, để xem cảnh sinh hoạt cũng như những cái quán nhậu ở con đường Bến Trương Dương ngày nay như thế nào. Ở đây là một dãy quán ăn của ngày xưa nè. Nếu anh chị và bạn có đã từng ở Sài Gòn thì chúng ta cũng biết những quán này nè. Buổi tối bán rất nhiều đồ ăn và rất đông các thực khách. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình thấy không có đông lắm. Những anh Go Việt, Grab Food, họ giao đồ ăn. Ở đây thì nhiều chứ thực khách thì không có bao nhiêu. Và ngày nay thì có nguyên một cái dãy vỉa hè rất là rộng nè, mà ngày xưa không có nè. Ngày xưa là đa phần là các quán ăn nằm ở đây, nhưng bây giờ thì không còn nữa ha. Rồi ta tiếp tục ha. Quán ăn bên đường cũng vắng que luôn. Bây giờ bán buôn gì cũng rất là khó khăn, hầu như không có người ăn luôn á. Nhưng mà đó là vì chúng ta chung tay cùng với các cơ quan chức năng, cùng tự cách ly, tự cô lập
để cùng chung tay chống dịch, hy vọng là sớm sớm thoát khỏi cái tình cảnh này ha. Ô nhà này, nhà nước mắm Mậu Hương ngày xưa màu trắng là mới sơn lại, đang kêu bán nè, nhà đang kêu bán luôn. Cái khu này ngày xưa là sớm tỉnh, người ta gọi là sớm tỉnh theo lời chia sẻ của cô chú anh chị. Buổi tối thì lúc trước ở đây rất là đông, bán quán nhậu đồ nhiều lắm, nhưng mà ngày nay thì im ru. Cũng không thua gì chợ Bến Thành đó. Phía trước mặt chúng ta đó là bến Trương Dương của ngày xưa, và cũng là đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay. Bên xa xa bên kia có cái building có rất nhiều đèn, đó là chung cư bên đường bến Văn Đồn. Và lúc trước chúng ta thấy ở đây có quán cà phê rất là đông, nhưng mà ngày nay thì vắng bớt rồi nè. Có lẽ nay mai gì sẽ có văn bản đề nghị cấm tụ tập, thì những quán cà phê này chắc cũng phải chịu sự ảnh hưởng, tạm ngưng để chung tay góp phần đẩy lùi cơn đại dịch này. Đó, và Sài Gòn về đêm thấy nó đẹp nè, ánh đèn lung linh, màu xanh của cây lá. Con đường Bến Trương Dương ngày nay chúng ta có lẽ sẽ không nhìn ra nếu mà đã lâu rồi anh chị và các bạn không có dịp về Sài Gòn ha. Sẵn đây mình cùng đi dạo mát luôn, đi ngắm phố phường luôn. Dịch bệnh này nó chỉ lan truyền thông qua cái đường tiếp xúc, nên mình cũng đừng quá hoang mang. Nếu mình không tiếp xúc với người khác thì chắc là không sao đâu ha. Vệ sinh sạch sẽ. Ở đây cũng có một quán nhậu, vỉa hè. Nhậu trong nhà nhưng mà đa phần người ta thích ngồi vỉa hè đó. Ngày nay cũng không có đông lắm. Lúc trước là mình không có đi được cái vỉa hè này về đêm, nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy tất cả bà con đều đoàn kết chung tay vì một thế giới không virus, để các anh chị và các bạn có dịp về Sài Gòn sớm hơn, nếu mà dịch bệnh đẩy lùi sớm. Nhưng mà dù sao thì Việt Nam vẫn còn ít nhiễm hơn là những nước ở châu Âu, châu Mỹ. Nên thành ra chúng ta cũng còn yên tâm chút xíu ha. Hy vọng là con số nhiễm mỗi ngày nó không có tăng, để bà con yên tâm và lo công việc, lo làm ăn, lo tăng thu nhập. Chứ tối ngày nhìn vô những con số tăng bao nhiêu, nhìn riết rồi hại não luôn, hoang mang, quan tâm những số đó riết rồi hoang mang á. Đường xá trống trải, mình đi bộ cũng rất là thoải mái. Hy vọng là cái đại dịch này cũng sớm đi qua để chúng ta thoải mái theo kiểu khác ha. Chứ thoải mái theo kiểu này thì cũng không có vui lắm. Thẳng con đường này, thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến cầu Kho. Và hôm nay chắc mình sẽ đi đến Nguyễn Cảnh Chân ha. Và chúng ta sẽ tạm dừng cái video clip ngày hôm nay, mình đi dạo một vòng cho bà con xem cái hình ảnh của phố phường về đêm, cũng
cũng như các quán nhậu ở con đường Bến Chương Dương này, để tiện về cập nhật tình hình đó. Mà trong những ngày ở nhà không có gì làm, mở YouTube lên, mở Vinh Lâm TV để chúng ta cùng xem lại những hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay và tình cảnh của bà con ở đây ra sao trong cái đại dịch này. Ở đây thì mặt bằng cũng rất là mắc, cả 100 triệu một căn, nếu mặt bằng không thì khoảng 20-30 triệu, còn nguyên căn nhà thì cỡ 100 triệu, 5.000 đô la đó, là cỡ 5.000, mà mỗi ngày doanh số mà bán không được, chúng ta phải gồng gánh. Đó, ở đây cũng có một quán nhậu nữa nè, quán Lỗ Bò Quang Khải đó, đây cái chi nhánh ở đây. Quán này ở Cô Bắc rất là đông. Cách nhìn chung thì chắc có lẽ quán này là đông nhất á. Lại một phần quán này cũng có khách mối sẵn á. Còn những quán khác thì hình như thấy có 1-2 bàn à, không đủ chi phí. Nói chung những tháng này thì hy vọng là về vốn, chứ kinh doanh thì đâu có lãi, đâu có lời. Về thuế má thì vẫn chưa thấy hình thức thông báo, vẫn chưa thấy thông báo giảm thuế ha. Còn mặt bằng thì đa phần ở Sài Gòn thì mặt bằng người ta thuê của tư nhân á. Của tư nhân thì các anh chị đó liên hệ liên lạc với chủ nhà, thương lượng với chủ nhà. Có người thì người ta rất là tốt, có người ta bớt tới 50% giá nhà luôn á. Chung tay hỗ trợ nhau, giúp nhau, ai cũng thất thu mà. Chứ mình kinh doanh mà mình cũng biết lấy lợi nhuận, người ta cũng biết lấy lợi nhuận. Nếu mà mình tham quá thì cũng không được ha. Người ta có lời thì mình mới có tiền. Một cái mắt xích của xã hội. Mấy tháng này có lẽ những cái quán như thế này sẽ rất là khó khăn, khi mà một cái đội ngũ nhân viên, một cái mặt bằng lớn như vậy, và chúng ta nhìn thấy hình ảnh nó rất là buồn. Cũng hy vọng là đại dịch này sớm đi qua. Buổi tối ngồi ở đây rất là mát. Và đây là đường giao lộ Hồ Hảo Hớn với lại Võ Văn Kiệt, cũng là Bến Chương Dương của ngày xưa đó. Hồ Hảo Hớn ngày nay nè. Thẳng ra đường Hồ Hớn này chúng ta sẽ đi ra Trần Hưng Đạo, đi qua bên kia Cống Quỳnh luôn đó ha, ra Nguyễn Cư Trinh, ngã năm Thái Bình, chợ Thái Bình. Và khi mà ngồi những cái quán ở đại lộ Võ Văn Kiệt này rất là mát, tại vì phía bên kia là sông Bến Nghé. Nhìn qua một cái dãy những hàng cây, gió thổi hiu hiu, nước sông dâng lên. Nói nước sông mới nhớ, ở miền Tây hiện nay thì nước thì không có, khô hạn, tình trạng khô hạn đang diễn ra ở các tỉnh miền Tây như là Cai Lậy, Tiền Giang, rồi Bến Tre, Vinh, Vĩnh Long, hầu như tất cả các tỉnh miền Tây đều ảnh hưởng hết. Những cây trái thì không có được mùa. Có rất nhiều mạnh thường quân đóng góp để
có máy lọc nước á, lọc mặn á, để cho bà con có nước sử dụng. Rất nhiều cả sĩ luôn, rất nhiều tiền. Đó, bây giờ mình đi đâu cũng né xa xa người khác ra, một phần bảo vệ bản thân, một phần bảo vệ cộng đồng, bảo vệ gia đình. Tại vì cái đặc thù của bệnh này thì không có biết mình nhiễm khi nào ha, chỉ sau mười mấy ngày mình mới biết thôi. Ngay đây là hẻm 257 Bến Tiên Dương ngày xưa, giờ cũng là hẻm 420 Bến Tiên Dương Võ Văn Kiệt ngày nay. Ở đây có thấy cũng có quán nhậu do những quán này lâu rồi nên thành ra người ta có khách sẵn đó, nên cũng không đến nỗi nào vắng lắm, chỉ ảnh hưởng một phần thôi. Có những quán ảnh hưởng tới 80-90% doanh số, có những quán thì 40-50% là cũng may mắn lắm rồi. Chúng ta thẳng cái đường này là mình sẽ đến cầu kho nè. Hiện nay khu vực quận nhất thì đang làm công tác cơ bản cô lập cái hẻm 40 hay 44 ở Bùi Viện đó. Hôm bữa mình có làm cái video clip ở đường Bùi Viện đó, các anh chị thấy đó, ở đó hình như hẻm kế bên hẻm chùa An Lạc đó, hẻm 40 hay 44 gì em quên rồi. Chỉ có khu đó thôi, tại khu đó có người nước ngoài bị nhiễm chứ không phải là người Việt bị nhiễm. Chúng ta đi đây là đến giao lộ Phát Diệm năm xưa, cũng là Trần Đình Xu ngày nay. Mình nhìn lại bến cầu kho nè, hình ảnh rất là trống trải mát mẻ, rất là đẹp, về đêm rất là đẹp ha, lung linh ánh đèn, với những building rất là cao ở bên bến Vân Đồn nè. Chúng ta nhìn những hình ảnh này có lẽ sẽ rất là xa lạ, mà ngày xưa với con đường Bến Trương Dương không có những cái nét đẹp như thế này. Hồi xưa con đường này rất là tối và rất là gồ ghề. Bên kia thì có một dãy nhà, dãy một dãy nhà sàn bên kia, bên ven sông nè, ven sông Bến Nghé nè. Nhưng mà nay thì không còn nữa. Một đại lộ rất lớn nối từ Đông Tây Sài Gòn, đi đến Bến Trung Lương, đi đến cao tốc Trung Lương Mỹ Tho. Rồi sắp tới nữa thì cao tốc Mỹ Thuận hoàn thành thì từ đây chúng ta đi về các tỉnh Vĩnh Long rồi rất là nhanh luôn. Ở đây thì ngày xưa là chợ cầu kho nè, nhưng sau này thì không còn nữa ha. Ở đây có một quán hủ tiếu chay cũng rất là đó nổi tiếng của ngày xưa, hủ tiếu chay chi cũ. Dãy nhà của ngày xưa nè, chúng ta thấy có một vài căn thì có người ở trên thì không có người ở ha, còn ở dưới tầng trệt thì có những hàng quán bán tạp hóa rồi bán hủ tiếu. Bây giờ ở đây chỉ còn hủ tiếu chị cũ thôi, cô cũ thôi. Nhưng mà ngày nay bán cũng không có đông khách.
mà chúng ta nhìn qua bên đường nè. Ở đây chỉ đông những ngày rằm thôi, còn những ngày kia thì những ngày khác thì cũng không có đông lắm ha, cộng thêm cái sự ảnh hưởng của virus này nữa nên thành ra nó càng vắng hơn nữa. Thẳng hướng này chúng ta sẽ ra Trần Hưng Đạo nè. Đây hôm bữa cái nhà mà chị xem nè, số nhà 36 bán tôi là Thảo Mộc, nước rửa tay rồi ha, các sản phẩm từ Thảo Mộc đó. Nhà này mới xây lại thôi, nguyên dãy luôn. Kế đến thì có hẻm 42, hẻm 40 thông ra hẻm 42 luôn. Hẻm nhỏ nè. Ngay đây có quán rạng biển. Lúc trước mình thấy rất là đông, nhưng bây giờ cũng vắng luôn. Đây mình thấy có những đứa nhỏ nó chặt củi. Những cây tràm. Những cây tràm nó lột ra để làm củi. Ta nhìn bên cây tay trái chúng ta đó là nhà thờ Cầu Kho. Nhà thờ Cầu Kho về đêm. Chúng ta đi hết đoạn này rồi, mình sẽ tạm ngưng cái video ngày hôm nay ha, ở Cầu Kho và một số hình ảnh quán nhậu ở bến Trương Dương, rồi con đường Phát Diệm, những quán nhậu ở Cầu Kho với những cảnh sinh hoạt của bà con trong cái mùa dịch này, để các anh chị ở xa cũng nếu mà vì một lý do dịch bệnh chúng ta không có về được Sài Gòn, không có về được quê hương thì mình cũng có dịp nhìn lại ha, ngày hôm nay phố xá, hàng quán, cảnh sinh hoạt như thế nào. Nhân đây thì em cũng cầu chúc cho tất cả anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn khỏe mạnh. Hy vọng là bà con cũng giữ mình cẩn thận, rửa tay sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc chỗ công cộng để cùng nhau đẩy lùi cái dịch bệnh này, để chúng ta sớm có một cái cuộc sống thoải mái hơn, tự do hơn bây giờ. Bây giờ thì đi tới đâu cũng cảm thấy không tự tin cho lắm, nhưng mà mọi người cũng đừng có hoang mang, vì virus này nó không có lây lan khi mà chúng ta không có tiếp xúc với những người ở vùng dịch, đi ngoài đường hay là di chuyển thì cũng không sao. Mình chỉ tiếp xúc với những người mình biết thôi, còn lạ thì chúng ta hạn chế ha, với lại mình giữ khoảng cách một chút xíu. Nói chung thời buổi này mình cũng phải cẩn thận. Cái hành động này nó khác với hành động kỳ thị nha, anh chị và các bạn đừng có hiểu lầm. Không phải kỳ thị mà là chúng ta vì cộng đồng, vì gia đình, vì bản thân. Mấy hôm nay thì các phòng tập thể dục, phòng tập gym rồi đó
thì họ đều đóng cửa đó, nên thành ra mọi người đi tập thể dục, đi bộ vòng vòng nó rất là nhiều, thay cho những cái hoạt động ở trong cái phòng tập đó. À, có người thì ra công viên, có người thì đi vòng vòng như em. Buổi tối mình đi bộ cũng rất là thoải mái ở khu vực này. À, luôn nha, nhìn lại cái hình ảnh của nhà Bảo Xanh ngày xưa này ha, ở số 73. Bảy mươi ba Phát Diệm. Tú tài của ngày xưa nè. À, công ty thương mại Gia Bách Tùng Lâm. Ngày nay thì tòa nhà của Gia Bách Tùng Lâm ha. À, rồi đi thẳng hướng bên kia đó chính là con đường Trần Đình Xu đi ra Nguyễn Cư Trinh. À, và đây là Trần Hưng Đạo đi về chợ Đan Xi. À, khu có hẻm số 4, hẻm số 3, chợ nhỏ, cầu kho. Và video clip ngày hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, thẳng hướng này thì mình sẽ đi về chợ Bến Thành.